Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ áo dài hưởng Festival Huế 2022, sáng nay Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ tri ân chùa Nguyễn Phúc Khoáng tại Triều Miếu, Đại Nội Huế nhằm tỏ lòng biết ơn bậc tiền nhân đã khai sáng phát triển chiếc áo dài trở thành trang phục truyền thống của Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tham gia đoàn rước. Sau khi thắp hương ở lăng mộ chùa Nguyễn Phúc Khoáng, hơn 300 người trong trang phục áo dài khăn đóng đã diễu hành qua Đại Nội Huế, đường 23 tháng 8, đường Đoàn Thị Điểm để vào Triều Tổ Miếu trong Hoàng Thành Huế dân hương. Theo sử ghi, chùa Nguyễn Phúc Khoáng là người đã ban hành quy định nhằm đình chế lại chế độ y quan trong triều chính, quy định lại chiếc áo dài của cả nam lẫn nữ nhằm phân biệt y phục giữa đàng trong và đàng ngoài. Do đó, Lê Quỷ Đôn trong sách Phụ Biên Tạp Lục đã nhận xét rằng chùa Nguyễn Phúc Khoáng đã viết những trang sử đầu cho chiếc áo dài như vậy. Lễ tri ân là một phần trong đề án Ngày hội áo dài Huế nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Huế, cũng là cơ sở tiến tới xây dựng đề án Huế kinh đô áo dài. Là cái nôi của áo dài Việt Nam, Huế còn lưu giữ các giá trị đặc trưng của áo dài truyền thống và là nguồn cảm hứng trong việc sáng tạo nhằm nâng cao giá trị của áo dài Việt Nam.